Được rồi, trước khi bắt đầu nội dung chính của video này thì mình muốn nói về một cái video hack mà một bạn có tên YouTube là Make Gaming gửi tặng cho mình. À nhầm, bạn ấy gửi báo cáo cho mình, lại gửi tặng, quên mồm. Thì bạn ấy có đặt cái tiêu đề là hack, hack lỏ. Nhưng mà khi mà mình xem ấy, thì cái thanh niên mà bạn ấy tố cáo ấy, thì đúng là hack thật. Nhưng mà vấn đề là bạn ấy không có show ID cho mình xem. Đấy, mình nói rồi, các bạn đang chơi này, các bạn gặp hiện tượng lạ của một thanh niên nào đó thì bật máy quay lên quay. Và sau khi quay hết cái trận đấu ấy rồi thì các bạn phải vào hầm của cái thanh niên mà các bạn nghi ngờ là hack ấy. Các bạn phải vào cái hầm đó, các bạn quay cho mình nhìn thấy ID. Đấy, để mình cùng mọi người trên kênh để tố cáo luôn. Cái video đợt trước mà chúng ta tố cáo hai cái thanh niên hack ấy thì cũng rất là vui mừng. Một thanh niên thì bị ban vĩnh viễn luôn rồi. Còn một thanh niên thì mình thấy rằng là bị ban chắc tầm một tháng hay gì đó, nhưng mà dạo này mình kiểm tra thì lại thấy on, nhưng mà tuy nhiên thì mình cũng không thấy có cái phản hồi tiêu cực gì về cái thanh niên ý cả, nên có gì chúng ta sẽ theo dõi thêm. Còn một cái thanh niên là bị ban vĩnh viễn rồi, nên là mình cũng rất là vui mừng và hoan hỉ cho cái thông tin đó. Nên mọi người nếu gặp cái tình trạng nào nghi ngờ hack ấy, đầu tiên phải quay cái hành động của thanh niên ý trong trận đấu này, thứ hai kết thúc trận đấu vào cái hầm của thanh niên ý quay show cái ID ấy cho mình xem. Đấy, sau rồi mình sẽ kêu gọi những người trên kênh của mình để gọi là cho cái thanh niên ấy biết thế nào là mùi nhá, để cho cái thanh niên ấy bay màu luôn. Thì mong mọi người hãy chú ý về cái vấn đề này nhá. Rồi nha, mình nghĩ là bạn ấy sẽ ra một con gì đó cận chiến ra để chơi mình á, cá luôn á, chắc luôn á, mấy bạn Việt Nam á, chắc chắn luôn, chắc chắn bạn ấy sẽ dùng con gì đó cận chiến để chơi mình á, đảm bảo luôn. À, biết ngay, các bạn thấy chưa, mồm mình á, mồm mình nó hơi bị chuẩn đấy đấy, các bạn thấy chưa, mình nói rồi mà, mình bảo mấy bạn Việt Nam là gắt lắm. Hello mọi người nha, chào mừng đã quay trở lại với kênh của mình. Các bạn có nhìn thấy hầm mình có gì chất không? Các bạn lại bảo không chất đi. Thì đầu tiên, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã ủng hộ mình lên một cái dấu mốc tiếp theo. Đó chính là 17.000 người đăng ký các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình hy vọng là lại tiếp tục nhận được cái sự ủng hộ yêu quý từ các bạn. Mình có thể là nhanh chóng lên cái cột mốc là 20.000 người đăng ký các bạn nha. Ok, rồi. Cối ngòi nổ. Mình mới ra một cái video duy nhất khi mà mình gọi là chơi cảm nhận ấy, với con Lee Wing, thì có bạn bình luận, bạn ấy bảo là à, anh thử chơi với một con trinh sát khác mà anh yêu thích đi. Tuy nhiên thì mình thấy rằng là mới làm với Lee Wing rồi thì thôi, chúng ta đổi gió đi. Tại sao không chọn một con gì đó nó rất là cũ này và sẽ rất là khó chơi ở cái khung lực chiến full sao tím, nhưng với khẩu cối ngòi nổ này thì lại lại khác các bạn nhé. Với khẩu cối ngòi nổ thì lại khác, nó hoàn toàn có thể giúp cho những cái con mà có lượng HP mỏng này, đấy, có độ hiếm cực kỳ là tẻ nhạt này, có thể tồn tại tốt ở những cái khung lực chiến cao nha. Về cái ghép thì rất tiếc là mình cũng vẫn chưa có một cái ghép nào cả các bạn ạ, nên đây là tất cả những gì mình có, còn lại là hy vọng về khẩu này thôi. Skin này thì đợt trước là trong cái sự kiện gì á mình không nhớ, nhưng mà cái này là cày được miễn phí các bạn nha. Trời ơi, chất. Cái này mà chơi với khẩu súng keo nữa thì hết nước chấm luôn các bạn ơi. Ui dồi ôi, cái màu xanh này, cái màu xanh nó thiệt là mang cái tính chất khá là bẩn mọi người ạ. Ok, nói đến vậy thôi, chúng ta vào trận đấu xem như nào các bạn nha. Rồi, mình lắp hiện tại là hầm một con để xem chơi nó thế nào. Em bây giờ nó còn dễ không? Hiện tại thì cũng chưa thấy gì lắm nhỉ, mình không biết nữa. Hôm nay mình đang gọi là đọc bình luận, tự nhiên có bạn ấy kêu là ui dồi, cái gì đấy, ua giật hết cả mình, cái gì ấy nhở, quá phí mất cả mấy viên đạn của mình rồi. Thì có bạn ấy kêu là tại sao không thấy phần thưởng giveaway. Trời ơi, mình phải lục lại video cũ mình tìm, lục lại video cũ mình tìm các bạn ơi, hóa ra là bạn ấy không có trúng thưởng, sợ thật. Mình nhiều bạn ý kiểu vẫn mới biết đến kênh ấy, bạn ý cứ tưởng là mình tặng hết cả mấy trăm khán giả trên kênh ấy, hơi sợ nha. À, một con gây quá sơ này, chứng tỏ nó cũng chả yếu đuối gì cả. À, có vẻ như là
cứ mỗi qua một cái phiên bản cập nhật ấy, thì bên game họ sẽ lại fix. Ồ, con này mình không hài lòng nha. Ồ, lại cũng được này. Được này. Mình cần chơi nhiều thêm cái khẩu này. Đấy, chia sẻ thành thật với các bạn ấy. Mình đang có những cái nhìn về khẩu này, cả khẩu cuối tên lửa rồi. Tuy nhiên là mình cần chơi... À, có kia này. Mình cần chơi nhiều thêm các bạn nha. Cần trải nghiệm thêm. Trải nghiệm thêm mới đủ. Trước mà mình được vào test server thì mình chơi khá là nhiều. Thì nó sẽ... Rồi nha. Ngon. Cảm giác nó vẫn như hôm chơi với con Leeswing các bạn ơi. Ôi, có khiên rồi. Khó nha. Úi rồi, vẫn được nha. Bắn vào đây phát này. Tiếp tục nha. Rồi tiếp này. Ngon. Ồ, 9 điểm, 10 điểm rồi đúng không? 10 điểm rồi các bạn ạ. Ôi, nó nổ này. Con like rồi. Đi lên đây nhỉ. Mình đợi con này ra đây thì mình ném ra cái cổ này nha. Con này có khiên nha. Đấy, các bạn thấy không? Điểm cộng nha. Nổ dưới chân này. Nổ tiếp đi. Ôi, con này nó bắn mất rồi. Rồi, một con Sentinel. Đâu rồi? Còn nha. Còn một chút xíu. Đâu rồi? AFK rồi à? À không phải. Các bạn đứng trên đây rồi. Mình khống chế tận răng này. Skin này cũng là một cái skin rất là chất của con Juggernaut này các bạn nha. Rất là chất luôn. Cực kì là chất lượng nha. Mình nuôi dính đá gì rồi. Ok. Nói chung là chúng ta kết thúc ở đây được rồi ấy. Các ông ta chắc kết thúc được rồi. Ui dồi, shirt nha. Tôi anh ơi. À, anh bạn này đồ ngon đấy chứ. Là mình cứ tưởng. Ok nha. Ấy xà. Ok, đến trận tiếp theo của mình nha. À, bạn Nem à. Bạn Nem này hơi quen nha. Trận này thì mình chơi ở cái hầm full của mình nha. Hầm full 10k lượt chiến của mình á. Để xem ném nó có dễ như trận vừa rồi hay không. Ném ở đây nha. Xem nào. Còn 1-2 viên này. Lệch một chút xíu nha. Đây này. Nem gì đây? Nem trả hay là nem... Rồi nha. Chạy không bạn ơi. Rồi nha. Bạn nghĩ giữ nhiều rồi. Rồi nha. Mình nghĩ là bạn ý sẽ ra một con gì đó cận chiến ra để chơi mình á. Cá luôn á. Chắc luôn á. Mấy bạn Việt Nam á. Chắc chắn luôn. Chắc chắn bạn ý sẽ dùng... con gì đó cận chiến để chơi mình á. Đảm bảo luôn. À biết ngay. Các bạn thấy chưa? Mồm mình á. Mồm mình nó hơi bị chuẩn đấy. Đấy các bạn thấy chưa? Mình nói rồi mà. Mình bảo mấy bạn Việt Nam là gắt lắm. Bị một động một cái vào thôi á là đừng có mà nhờn vào chơi luôn á. Mấy bạn ôi trời ơi. Vừa nói xong mình đã bảo rồi mà. Mấy bạn Việt Nam mình gắt lắm. Động vào một cái tôi là xác định nha. Ôi dồi ôi. À, đâu rồi. Thôi trận này cho chút xíu nữa. Mình về. Đèo nha. 1 này. 2 này ok. 3 này. 4 này. Ôi dồi. Không sao. Mình bảo rồi. Mấy bạn Việt Nam gắt gỏng lắm. Ok. Đi ra con này chút xíu. Rồi nha. Rồi nha. Thì lý do bắn từng bên một là vậy đó bạn ơi, các bạn ơi. Ô, con này sát thương của mình đi đâu vậy? Cái gì đây? Rồi, đến với trận đấu tiếp theo của mình nha. Lại gặp lại bạn Nem. Chả giấu gì các bạn, trận vừa rồi mình thua. Trận vừa rồi mình thua bạn Nem. Nhưng trận này phải chơi lại nha. Trận này phải thắng nha. Thắng thì đăng, thua thì xóa. Đấy. Thắng thì chúng ta đăng video ăn mừng. Thua thì chúng ta xóa nha. Ok. Rồi nha. Nếu chúng ai đó mình cũng không biết đâu. Chắc lại mình phải đứng ra đây nha. Đứng ở đây không được. Đứng ở đây bị ném to đầu á. Rồi nha. Dính mấy viên á. Có lên đây chơi mình hay không?
có lên đây chơi mình hay không? Bình tĩnh nhá, bình tĩnh nhá, bình tĩnh nhá. Team của mình nó bị chơi hết rồi, không biết lối nào mà lần luôn đấy. Rồi đang đứng đây này, rồi nha, ném ra đây này, nêu màn nha. Ôi rồi, từ từ, đang đứng úp mặt vào tường nhá, bình tĩnh nào. Ôi rồi lại viên nữa rồi, không xong rồi, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào, hoa mắt chóng mặt, đau đầu sổ mũi rồi. Đâu rồi ta, mình đâu đây nha. Ôi vẫn còn kìa. Ở đâu đó thì mình cũng không biết nha, không biết bị hạ đi nhỉ, mình cũng không để ý ấy. Mình không để ý cái tên á. Đâu rồi, từ từ mình xem nào nhá, đâu ấy nhở. À đây bị hạ rồi các bạn ơi, may quá, trận vừa rồi mình bắn bạn ý bị bạn ý lôi shot cận chiến to đầu rồi nhá, rồi nhá. Ô trời ơi, Seeker, từ từ nhá, con này rồi bắn ra đây cái này, vẫn còn một con dưới hầm này thì phải. Ok nha, nó còn sư bắn ra đây thế này, đợi chúng nó đi vào nha. Rồi nha, một con nha, một con này, bắn ra đây tiếp tục này, bắn ra đây tiếp tục này. Rồi à, hiện tại mình đang lắp con này ở hầm full có tím của mình nhá. Rồi ok, ôi bạn em lại lên bảng đếm số rồi, mình cảm thấy vui quá. Nói vậy các bạn đừng có bảo mình ác nha, tại vì bạn ý đồ cận chiến khỏe quá nên mình sợ á. Trận vừa rồi mình bị cận chiến nên mình thua. Rồi ok, rồi từ từ nha, ném con này này. Ôi không được rồi, à này bạn ý ném kỹ năng này, ném kỹ năng này. Rồi không trúng rồi. Ui dồi ôi, cái này thì toang rồi. Lùi lại, không cho nó cơ hội. Đừng. Khó thế. Mình lùi lại lắm rồi nhưng mà đợi HP của Dragon khá là mỏng manh. Vậy nên là chúng ta sẽ phải chơi nha bạn ơi, chơi nha. Rồi. Bình tĩnh lại nào. Ok. Khá là khó cho mình pha vừa rồi nhá. Mình cũng rất là cố gắng rồi á. Nhưng mà bị cái con này nó cận chiến gắt quá. Xem trận này có thắng được không? Đâu rồi ta? Thôi, còn một con này thôi à? Thế thôi, trận này mình win rồi. May mắn mỉm cười nha. Ôi dồi ôi, đau thật đó, đau dã man. Ok, trận này win rồi nhá. Trận này win rồi, ngon. Đâu rồi ta? Ok, may mắn thật đấy. Rồi MVP nha, mình cũng rất là cố gắng. Rồi ván cuối của mình nhá. Ôi lại gặp bạn Nem này, có duyên nhỉ. Đây người ta gọi là có duyên ắt sẽ gặp đây. Trận này thì mình đảm bảo là bạn ấy sẽ ra mấy con cận chiến để chơi mình tận nơi á. Bản đồ này thì chạy khá là nhanh. Nhưng thôi kệ đi, chúng ta hãy cứ kệ đi. Ok, bây giờ mình xem bạn ấy ở đâu, mình ném trước. Đây. Đằng nào thì mình cũng bị chơi mà. Kiểu đằng nào các bạn cũng bị chơi thì các bạn cứ chơi người ta trước đi. Bỏ công người ta chơi các bạn lại không chống đỡ nổi đúng không? Đằng nào cũng bị chơi rồi nên cứ chơi đi. Đằng nào các bạn cũng trở thành con mồi rồi thì hãy gọi là cố gắng sao nhỉ, dãy dụa. Đâu rồi, à đây. Hello bạn em. Hello. Đâu rồi, mình thì cũng rất thích ăn nem nhá, mình cũng rất là thích ăn nem nhá, những cái món nem là mình cũng rất là thích ăn. Ở đây vừa mới thấy đây mà. Ôi đây là con bot thôi mà. Cái thấy quái nào, nó chạy vào đây đúng không? Nó bị hạ chưa?
Bà đàn quá. Mình thấy kiểu mình cứ bị tấn công dồn dập á. Thôi rồi xong rồi. Ok kìa, cái tâm của mình. Cái tâm của mình. Rồi nhá, được hay không? Ôi không được rồi, xong rồi. Xác định mình luôn à. Rồi lại chơi mình kìa. Lại chơi mình kìa, chạy nhá. Đâu rồi, đâu rồi. Nó bị hạ rồi, ngon. Ngon thế nhở. Ngon thế nhở. Ok. Trận này chắc thua rồi. Không có cửa đâu nữa. Còn có hai này. Đâu rồi. Thì như là sau mình xem đằng này có. Biết ngay mà. Thôi bạn ơi. Thôi bạn ơi. Bạn ơi. Bạn. Mình rất là thích anh em cũng giống như bạn nha. Nhưng mà Mình bạn ơi. Bạn ơi. Bạn. Bạn ơi. Từ từ nào. Bình tĩnh nào bạn ơi. Bình tĩnh nào bạn ơi. Cho mình quay cái video cái bạn ơi. Đâu rồi. Trận này mình thua là cái chắc rồi. Chứ không còn cái gì để mà nói nữa. Đâu rồi ta. À lộ tầm nhìn đấy. Mình lộ tầm nhìn. Ôi gió ơi. Cái con này nó đứng vào tận đây rồi thì tí tin vĩnh biệt. Chịu nha. Trận này ngay từ đầu mình dự đoán là khó mà. Cái bản đồ này mình rất là khó chơi nha. 4-3-2-1. Biết phải làm gì đây giờ. Một hit này. Hai hit này. Ow. Rồi, video của mình hôm nay đến đây thôi các bạn ơi. Chủ yếu là vui vẻ thôi, cũng không có gì cả. Về sức mạnh của khẩu này thì mình cũng ghi nhận rồi. Có sự ghi nhận từ cái video hôm mình làm với con Lee Squing rồi. Và qua là hiện tại thì mình muốn làm thêm nhiều nội dung nữa cho nó trải dài hơn này, rộng hơn để các bạn xem cho nó vui nha. Mình muốn thử với nhiều con khác. Với Stalker thì mình sẽ đợi khẩu 12 năng lượng ra nha. Mình thử với Stalker nha. Không biết là mình có ý tưởng gì với những con nữa không ấy. Có thể là mình sẽ dùng thử với Redeemer hoặc là với Hemlock. Cũng là một sự chọn mình nghĩ là tuyệt vời đấy. Ok. Video của mình đến đây thôi. Nếu như các bạn thấy video vui hay thì đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.